Với tài sản hơn 100 tỷ đô la, người giàu nhất hành tinh Jeff Bezos là hình mẫu doanh nhân lý tưởng của rất nhiều người. Song, khi bàn về việc kinh doanh, Bezos chia sẻ rằng ông rất ngưỡng mộ ba vị CEO dưới đây. Vậy họ là ai mà lại được vị tỷ phú giàu nhất thế giới ngưỡng mộ đến vậy? Hãy cùng Happy Life tìm hiểu nhé! Happy Life xin chào các bạn. Trong một buổi giao lưu tại diễn đàn lãnh đạo, nhà sáng lập Amazon đã tiết lộ bản thân mình rất kính trọng và ngưỡng mộ một số người, đó là các giáo viên tiểu học, bố mẹ và ông bà, những người có tác động cực lớn đến cuộc đời của ông. Còn khi bàn về chuyện kinh doanh thì hình mẫu lý tưởng của Bezos là ba vị CEO dưới đây. 1. Warren Buffett. Giống như nhiều người, hình mẫu lý tưởng được Bezos nhắc tới đầu tiên chính là hiền triết xứ Omaha, CEO Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Bezos chia sẻ, trong chuyện kinh doanh, tôi đã là một người hâm mộ của Warren Buffett từ thời mới đôi mươi. Tôi thường đọc những gì mà ông ấy viết. Sự ngưỡng mộ của Bezos dành cho Warren Buffett cũng là điều dễ hiểu. Bởi từ lâu, nhà đầu tư cũng được biết đến như một huyền thoại sống trong giới đầu tư. Doanh nhân thuộc mọi lứa tuổi đều mong muốn gặp gỡ để nhận sự tư vấn và những lời khuyên quý giá từ ông, và ông luôn sẵn sàng chia sẻ chúng. Trong một lần đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway, một cổ đông khi đó mới 14 tuổi đã hỏi xin Buffett lời khuyên về tài chính và cuộc sống. Buffett và người bạn làm ăn lâu năm Charlie Munger cũng đã chia sẻ ba điều sau: rèn luyện thói quen tốt từ khi còn trẻ, đừng mắc nợ và làm bạn với những người giỏi. 2. Jamie Dimon. Hình mẫu CEO lý tưởng số 2 của Bezos là Jamie Dimon, chủ tịch ngân hàng đầu tư đa quốc gia JP Morgan. Khi nói về Dimon, Bezos đã ước rằng nếu được làm một cổ đông lớn tại JP Morgan, chắc mỗi sáng thứ hai tôi đều sẽ đến công ty để mang cà phê tới cho Jamie. Tôi nghĩ rằng ông ấy là một CEO tuyệt vời tại một nơi vốn vô cùng phức tạp như JP Morgan. Tiếng tăm của Dimon cũng trở nên vững chắc hơn bao giờ hết khi vị CEO này tiên đoán trước được sự xì hơi của bong bóng nhà đất, và ông đã viết trong một lá thư gửi tới các cổ đông hồi tháng 3 năm 2007. Lời tiên đoán của Dimon ứng nghiệm vào tháng 9 năm sau, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Dù các cuộc gặp với cổ đông của Dimon không được chú ý nhiều như của Warren Buffett, song hàng năm, nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu đều đến để lắng nghe những dự báo về tình hình kinh tế của Dimon. Thậm chí, cả Warren Buffett cũng tìm đến Dimon để lắng nghe kiến thức kinh doanh và chỉ dẫn từ vị CEO này. 3. Bob Iger. Hình mẫu lý tưởng thứ 3 của nhà sáng lập Amazon là Bob Iger, CEO của Disney. Những ai còn xa lạ với Bob Iger hay vẫn còn thắc mắc tại sao Bezos lại ngưỡng mộ ông, có thể tìm ngay câu trả lời thông qua một số thông tin sau. Bob Iger chính là người đã đề xuất thỏa thuận mua lại Pixar với giá 7,6 tỷ đô la hồi năm 2006. Ý tưởng được ông trình bày với hội đồng quản trị của Disney chỉ 2 ngày sau khi trở thành CEO. Iger cũng là người đi đầu trong các thương vụ đình đám của Disney như việc thâu tóm Lucasfilm và Marvel. Và với việc thâu tóm Marvel, không cần phải nói đây là quyết định chính xác cỡ nào khi hãng phim này liên tục cho ra lò các sản phẩm rất thành công trong những năm vừa qua. Giống như Jeff Bezos, Iger cũng thường sử dụng công nghệ để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và luôn khuyến khích nhân viên biết chấp nhận rủi ro để sáng tạo. Và các chiến lược kinh doanh cốt lõi của Iger rõ ràng đã khiến cho Jeff Bezos thích thú. Bạn có đồng tình với quan điểm của Jeff Bezos về ba vị tỷ phú trên và đâu là người bạn yêu thích nhất trong số họ? Cùng chia sẻ với Happy Life ở bình luận bên dưới nhé. Bạn có đang trăn trở làm thế nào để kết nối với người bạn tâm đắc và bước vào vòng tròn quan tâm của họ? Bạn có thể tìm hiểu phương pháp siêu kết nối 5 50 100 từ sách Siêu Cò Bí Quyết Biến Quan Hệ Thành Tiền Tệ,
top 10 sách kinh doanh được Doanh nhân Sài Gòn khuyên đọc năm 2020 và luôn nằm trong top đầu sách kinh doanh bán chạy tại trang thương mại điện tử tiki.vn. Tìm hiểu thêm thông tin sách ở đường link bên dưới video này bạn nhé. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, chọn vào nút chuông thông báo, cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.